đầu iPhone 11 Pro mắc thắng hay bại? Mới đây, trang Magoosetbox cho đăng tải đoạn video thử nghiệm thời lượng pin của các smartphone hàng đầu bao gồm Huawei Mate 30 Pro, Galaxy Note 10+, iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. setbox cho các smartphone này hoạt động liên tục khi dùng hàng loạt các ứng dụng Instagram, YouTube cho đến khi pin về 0%. Bất ngờ khi iPhone 11 Pro Max cho thời gian sử dụng pin lên đến 8 tiếng 32 phút. Huawei Mate 30 Pro đứng vị trí thứ 2 với 8 tiếng 13 phút, iPhone 11 Pro xếp ở vị trí thứ 3 với 6 tiếng 43 phút, Galaxy Note 10 cộng về thứ 4 với 6 tiếng 32 phút, iPhone 11 bét bảng với 5 tiếng 3 phút. Như vậy, tuy iPhone 11 Pro Max chỉ được trang bị viên pin có dung lượng 3969 mAh, thấp hơn so với 4500 mAh của Huawei Mate 30 Pro và 4300 mAh của Galaxy Note 10 cộng nhưng lại có hiệu suất tốt hơn.